Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Hiền Muôn Bánh. Thì hôm nay xin cập nhật nhanh những cái mẫu xe còn bên em nha. Thì đây là mẫu Atit 1.8G. Xe này sản xuất 2022 luôn nha anh chị. Xe mang nước sơn màu đỏ rất là cá tính. Xe này cái lô cuối cùng của cái form dáng này. Thì sau cái lô này là nó chuyển qua xe Atit mới bây giờ. Xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 770 triệu nha anh chị. Xe đi mới 1.200 km thôi. Như xe thùng vậy anh chị. Chưa một vết chày nào luôn. Cái form dáng này thì nhìn nó thể thao, nó mạnh mẽ hơn. Nó có những cái đường dập, những cái đường nét mạ chrome ở cái cản nè. Và cái body kit phía sau, trước sau luôn. Còn mâm xe thì nó cũng là mâm 17 inch nha anh chị. Cái kiểu mâm này thiết kế nhìn nó, cái xe nó rất là mạnh mẽ luôn. Đây, nội thất trong xe thì còn thơm mùi mới luôn. Thì những cái xe lướt này thì nói chung nó rẻ hơn cái xe mà lúc lăn bánh tầm khoảng 10% thôi nha anh chị. Chứ mà anh chị yêu cầu cũng thấp hơn vài trăm triệu là không có đâu. Tại vì tụi em cũng phải lấy theo giá thị trường. Cái này là Innova V. Xe này thì tụi em đang có khuyến mãi tốt nha anh chị. 2018 biển số Sài Gòn luôn. Đi 65.000 km. Đang được chào bán là 79. Thì xe này nếu anh chị nào quan tâm thì liên hệ em thì nha. Đang có giá tốt cho cái xe Innova này. Còn bên đây là Fortuner máy xăng 2019. Xe này vừa nhận cọc rồi. Xe này là bên em vừa mới nhận cọc của khách hàng luôn. Tiếp theo là Innova số sàn 2019. Xe này đi được 57.000 km. Nước sơn màu bạc. Đang được chào bán với mức giá là 649 triệu. Tiếp theo đây là cũng là Innova 2019 luôn. Đây, em nhầm, xe này là 2020 nha. Xe này đã rút hồ sơ cho khách rồi, chuẩn bị giao. Đây là Innova số sàn 2019, đi được 94.000 km. Đang được bên em chào bán mức giá là 649 triệu. Này là Innova Venture sản xuất 2020. Đang được bên em chào bán với mức giá là 799 triệu. Chất xe còn đẹp lắm anh chị. Nước sơn màu trắng ngọc trai. Xe đang còn đăng kiểm còn dài tới tháng 6 2023 luôn. E Camry 2.5Q 2020. Đi mới 22.000 km anh chị. Xe này đang được bên em chào bán với một giá là 1 tỷ 219 triệu. Mang biển số Sài Gòn nha anh chị. Nước sơn màu đỏ nhìn rất là cá tính luôn, phù hợp với anh chị nào hợp phong thủy màu đỏ nha. Màu này đỏ mận, nhìn cái xe rất là sang. Dòng Camry 2.5 này thì nó trang bị rất là nhiều công nghệ như là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện ngang, rồi hàng ghế phía sau chỉnh điện, điều khiển cửa gió ba vùng độc lập, hệ thống chín loa JBL,
những cái rèm che nắng ở đây, rèm che nắng ở hai bên cửa với lại cái kính sau nè cũng có rèm che nắng nè. Và anh chị thấy cái lò súp rất là bự nữa, nghe nhạc cực kỳ hay luôn. Nội thất màu đen trong rất là sạch sẽ anh chị, nó đỡ dơ hơn nội thất màu kem. Bên này cũng là Innova số sàn luôn, màu bạc, đi 58.000 km, đang được chào bán với mức giá là 659 triệu. Chiếc xe còn đẹp lắm, lắm anh chị, sơn si hầu như còn rất là mới nè. Đây Camry Firm 2022. Xe này thì đã nhận cọc rồi nha anh chị. Xe mới chờ rất là lâu và phải mua thêm rất là nhiều phụ kiện nha. Nên cái xe này thì có nhiều anh chị nói gần bằng xe mới nhưng không phải đâu. Xe mới bây giờ anh chị muốn lấy xe là phải tới quý 3, và tiền đồ chơi ít nhất phải 100 triệu nữa thì nó ra gần 1.6 tỷ rồi. Thì nếu anh chị có tìm hiểu kỹ anh chị sẽ hiểu tại sao cái xe này tụi em bán được với mức giá là 1.44 tỷ nha. Đây cũng là Innova số sàn luôn, bên em còn rất nhiều Innova. Xe này thì đi ít lắm, bên trong xe còn chủ giữ gìn rất là kỹ, đi mới 3-4.000 km thôi còn thơm mùi mới luôn. Bên em cũng còn vài mấy con Innova nữa, với lại Fortuner số sàn 2016 form 2017 và Fortuner số tự động 2020 form mới. Thì xe, những cái xe đó đang dọn dẹp vệ sinh nên chưa có quay ở đây. Xe này thì chưa có giá, dù anh chị nào thích thì alo cho em nha, mới lấy về thì chưa có giá. Còn bên đây thì Innova số sàn luôn 2020 form mới. Xe này thì tụi em chuẩn bị giao luôn rồi anh chị. Xe này khách hàng đã đóng full tiền nè, chờ rút hồ sơ và đăng ký mới thôi. Rồi bên em còn rất nhiều mẫu xe em chưa quay tại đây, tại vì những xe đó mới lấy về, chưa có dọn dẹp vệ sinh gì hết. Thì còn Wigo số sàn 2020 nè, Fortuner số sàn 2016 form 2017, Fortuner 2020 form mới. Đó, rất là nhiều xe, anh chị nào đang tìm kiếm những mẫu Toyota thì alo cho bên em Hiền nha. Bên em những cái mức giá trên là đều có thể thương lượng thêm hoặc là hỗ trợ cho anh chị sang tên, nên chị cứ mạnh dạn nha, thích chiếc nào cứ alo cho em, em hỗ trợ hết mình. Thì bên em đang cần thu mua thêm nhiều xe đã qua sử dụng, anh chị nào có xe đổi hoặc là bán thì cứ liên hệ cho em thì nha, gửi cái thông tin qua Zalo cho em, tụi em sẽ định giá miễn phí. Rồi nếu anh chị thấy hay thì anh chị đăng ký kênh, nhấn nút like và để lại bình luận nha. Em xin cảm ơn.